mọi thứ đã kết thúc rồi. Tụi mình làm lại từ đầu. Kết thúc chuyện gì? Và bắt đầu lại chuyện gì hả? Vụ điều tra đó. Anh đã tìm ra hung thủ giết ba của mình. Bây giờ anh không còn vướng bận nữa. Anh xin lỗi thời gian vừa qua đã làm những chuyện không phải đối với em. Tôn nghiêm của người con gái phải giữ. Khi anh chọn việc điều tra và bỏ rơi em đến 3 lần thì em biết trong thâm tâm anh đã không chọn em. Không phải, tại lúc đó đối với anh rối quá, anh không biết phải làm như thế nào. Thật sự anh không dám chọn tương lai, chứ không phải là không dám chọn em. Anh có biết vấn đề của anh là gì không? Anh rất giỏi nắm bắt tâm lý nhân vật do chính anh viết ra. Nhưng tâm lý của bản thân anh thì rất là rối và mơ hồ. Anh đang thực sự không biết mình muốn cái gì á. Em nói cái gì vậy? Anh không hiểu. Tại sao anh không biết chính bản thân mình muốn cái gì? Anh không hiểu. Hôm nay em sẽ nói cho anh hiểu. Em hỏi anh, anh có yêu em như anh đã từng nói nữa không? Hãy trả lời em một cách thật lòng nhất. Anh hãy suy nghĩ kỹ câu hỏi của em, vì bản thân em đã có câu trả lời cho chính mình. Xin lỗi anh, em có hẹn rồi. Tiền anh đi về cho. Nhưng anh, em, mình đi em. Tiếng đàn là tiếng lòng tôi, đàn ơi hát câu chung tình. Tiếng đàn cất lên câu niệm. Dẫn xe ra không được hả? Thương lòng tôi phận kiếp lòng đau. Nỗi lòng chẳng biết to cùng được rồi đó. Ai trống rồi. Dẫn xe đi đi. Biết rằng người đã phụ tôi dắt giùm nha. Lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch tình tang. Ai oán hờn vì ai, tiếng nghe thơ dài khiến đàn tôi đứt dây. Tiếng gõ nhịp sông lan khiến ai loan nhịp cho đời buồn thương cho kiếp tình. Sao vậy? Cảm ơn anh đã giúp em. Một ngày nào đó em sẽ đền ơn anh. Bây giờ em mệt rồi, em vô nghỉ đây. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y. Tải app ngay trên Google Play và App Store.